những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên, loạt ảnh đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương được hé lộ. Hình ảnh trong buổi lễ đính hôn của Trường Giang Nhã Phương được tổ chức vào năm 2018 đã được hé lộ. Trường Giang Nhã Phương đã về chung một nhà gần một năm. Trước đó vào tháng 8/2018, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn bí mật tại một resort cao cấp ở Hội An. Được biết, lễ đính hôn diễn ra vô cùng chóng vánh với sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ bảo vệ. Và những hình ảnh vô cùng hiếm hoi của buổi lễ đính hôn ít được hé lộ, đâu đó chỉ là những hình ảnh chụp chợm mà thôi. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Trường Giang bất ngờ chia sẻ hình ảnh trong buổi lễ đính hôn của mình. Đây là lần đầu tiên nam danh hài quyết định mạnh tay chia sẻ hình ảnh trong buổi tiệc đính hôn bí mật. Hình ảnh Nhã Phương cười rạng rỡ ôm Trường Giang đầy ngọt ngào khiến nhiều người ghen tị. Không những thế, nam danh hài còn vui vẻ chú thích nụ cười của vợ hạnh phúc của chồng khiến nhiều người thầm chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi. Hình ảnh Nhã Phương mặc chiếc váy trắng với những họa tiết ren được thêu tỉ mỉ cũng khiến nhiều người phải trầm trồ, trong khi Trường Giang diện một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng với vòng tay. Nhiều lời chúc mừng hạnh phúc đã được gửi tới cặp đôi. Sau khi về chung gần một năm, cặp đôi đã thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Tin đồn Nhã Phương hạ sinh công chúa đầu lòng trong xã Trường Giang cũng khiến nhiều người tò mò. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận. Lê Phương được bạn thân 10 năm Ngân Khánh chăm sóc chu đáo trước ngày lâm bồn. Chẳng những quan tâm, Lê Phương được bạn thân 10 năm Ngân Khánh chăm sóc chu đáo thường xuyên, đưa đi cà phê, du lịch cũng như ăn những món cô thích. Tình bạn bền chặt 10 năm của Lê Phương và Ngân Khánh khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ trầm trồ. Dù mang bầu, nhưng Lê Phương vẫn được bạn thân dẫn đi du lịch và đi ăn uống thường xuyên trước ngày lâm bồn. Mới đây trên trang cá nhân, Lê Phương chia sẻ loạt ảnh đi chơi, ăn uống cà phê cùng Ngân Khánh. Có thể nói trước ngày lâm bồn, Lê Phương vô cùng may mắn khi có những người bạn thân luôn đồng hành chăm sóc cũng như quan tâm. Lê Phương hội ngộ cùng Ngân Khánh trong buổi đi chơi thân mật chỉ có hai người trước ngày lâm bồn. Nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ chia sẻ, cuối tuần hẹn hò, ngồi bên cạnh búp bê Ngân Khánh thấy bầu mong manh yếu đuối quá. Loạt ảnh Lê Phương chia sẻ trên trang cá nhân đi chơi cùng Ngân Khánh. Có thể thấy, dù ở những tháng cuối thai kỳ, Lê Phương khá tròn mẫm mỉm, cô cũng chia sẻ được gia đình chồng và mẹ ruột chăm sóc chu đáo. Dù trải qua lỡ chuyến đò, nhưng Lê Phương giờ đây hạnh phúc càng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đến thời điểm này, Lê Phương Ngân Khánh đều có những thành công nhất định trong nghề nghiệp, cả hai vẫn luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau khi cần thiết. Ngân Khánh còn hài hước khi đứng chụp ảnh so bụng cùng bạn thân 10 năm Lê Phương. Hội bạn của Ngân Khánh thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc giản dị và tình cảm. Những tấm hình Lê Phương nằm tựa vai Ngân Khánh khiến nhiều người tưởng tượng có lẽ tình bạn của họ càng bền chặt. Tình bạn lâu năm của Lê Phương Ngân Khánh không còn xa lạ với người hâm mộ phim ảnh. Trong ngày ra mắt phim mới, vợ chồng Lê Phương đến mừng Ngân Khánh trở lại với phim điện ảnh Quý Cô Thừa Kế. Năm 2017, khi Lê Phương làm đám cưới cùng Trung Kiên, vợ chồng Ngân Khánh cũng bay từ Singapore về dự đám cưới bạn thân. Dù Ngân Khánh sống thường xuyên ở Singapore, nhưng mỗi khi rảnh cô đều về Việt Nam và hai cặp vợ chồng lại cùng nhau tụ họp ăn uống và đi chơi. Cách đây không lâu, Lê Phương được Ngân Khánh đưa đi du lịch Đà Lạt, tận hưởng trước ngày sinh em bé. Hiện tại Lê Phương đang ở những tháng cuối thai kỳ, Lê Phương Trung Kiên đang chuẩn bị đón con gái nhỏ chào đời. Để có được tình bạn đẹp và người bạn đích thực không phải dễ dàng, bạn rất cần nhiều nỗ lực cùng xây dựng một tình bạn đẹp và bền vững qua thời gian. Chọn bộ ảnh vòng một phẳng lì đẹp trai tựa nam thần đúng chuẩn soái ca của Kiều Lê. Kiều Lê bất ngờ chia sẻ trọn bộ ảnh chuẩn soái ca sau khoảng thời gian thả thính khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Kiều Lê lại tiếp tục khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên với bộ ảnh chuẩn soái ca. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Kiều Lê chia sẻ trọn bộ ảnh chuẩn soái ca sau khoảng thời gian thả thính khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Có thể nói thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện Kiều Lê luôn nổi bật và tỏa sáng thu hút mọi sự chú ý với vẻ điển trai và phong cách cực ngầu. Điều khiến mọi người quan tâm không kém chính là vòng một của Kiều Lê đã hoàn toàn bốc hơi. Có thể nói kể từ khi cắt phăng mái tóc dài để đổi sang kiểu tóc tém, tomboy cá tính, Kiều Lê càng khẳng định độ nam tính của mình trong phong cách thời trang và ứng xử. Nhìn Kiều như thế này thì cô gái nào mà không gục ngã cơ chứ, đúng chuẩn một anh chàng cực ngầu. Theo như chia sẻ của stylist Kê Nguyễn, người đã chuẩn bị trang phục cho bộ ảnh này cho biết, cả ekip thực hiện theo chủ đề Human Great Everything But Never Give Shadow, tạm dịch, con người phá vỡ tất cả mọi thứ nhưng không bao giờ là hình bóng của mình.
vừa ngọt ngào lại vừa lạnh lùng quyến rũ chuẩn sói ca, xứng đáng là đẹp trai nhất Vbiz. Thời gian qua, Gil Lê có sự quay trở lại vô cùng ngoạn mục trên đường đua Vbiz với sản phẩm âm nhạc Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại trong âm nhạc, nên Gil muốn thay đổi chính mình, cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Đây không lâu, khi trả lời với cánh truyền thông về chuyện tình ngoài đời của Gil Lê hiện tại, Gil cho biết đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì công việc, vì cách sống và cách suy nghĩ của mình thoáng hơn, không khép kín giống như lúc trước. Bây giờ tôi dồn toàn tâm toàn ý cho công việc chứ không chú tâm vào chuyện tình cảm. Gil Lê với phong cách khuôn ngầu, hình ảnh này có vẻ rất hợp với tính cách của cô nàng đẹp trai ở ngoài đời thường. Để có được một thân hình săn chắc, quyến rũ và khỏe khoắn như bây giờ, Gil Lê hé lộ bí quyết. Đó là phải cố gắng kiêng đồ ngọt để giữ dáng, uống nhiều nước, thường xuyên đi tập gym. Bị nghi ngờ về giới tính, Ngô Kiến Huy bình tĩnh đáp trả, không công được tức hả. Thay vì tức giận hay im lặng, thì nam ca sĩ lại có cách bày tỏ khá hài hước, nhanh chóng khiến mọi người chú ý. Vấn đề nghi vấn giới tính hầu như đã không còn xa lạ với khán giả. Hầu hết các nghệ sĩ đều rơi vào tình huống này. Nhắc đến Ngô Kiến Huy, anh ấn tượng với khán giả không chỉ với hình ảnh ca sĩ các bài hit mà còn được nhiều người yêu mến bởi sự linh hoạt, hài hước và nhây. Chính tính cách này đã góp phần giúp anh thử sức được trong nhiều lĩnh vực khác nhau như MC, diễn viên. Và anh cũng là một trong những nghệ sĩ rẽ hướng, nhận được rất nhiều sự ủng hộ thay vì ném đá như mọi người khác. Tuy nhiên, với sự nhí nhố luôn có những màn tạo dáng ửng ẹo, nữ tính, thì giọng ca giả vờ yêu đã không ít lần khiến mọi người nghi ngờ về giới tính. Mới đây nhất, một tài khoản còn bày tỏ ý kiến, Ngô Kiến Huy này chắc công rồi, dạo này lộ rõ rồi, nó chả yêu ai đâu, mấy đứa fan vớ vẩn đừng ngồi đó ship làm gì cho mệt, lo về nhà lo cho cha mẹ mình đi. Ngay khi ấy, thay vì tức giận hay giải thích thì nam ca sĩ lại lên tiếng một cách rất nhẹ nhàng. Ngô Kiến Huy lầy lội trêu ghẹo, liêu liêu không công được tức hả. Lời đáp trả của anh chàng điển trai này càng khiến khán giả thích thú hơn, vì trong mọi tình huống anh đều có thể làm không khí vui vẻ, hài hước. Thậm chí cách phản pháo thế này sẽ làm đối phương khó mà nói lại được anh. Dù bị nghi ngờ nhiều lần về giới tính, nhưng nam ca sĩ khá thoải mái. Trên trang cá nhân, anh còn thường xuyên chia sẻ những bức ảnh với kiểu e thẹn và ngượng ngùng. Mọi người thì cứ luôn trêu ghẹo anh ngày càng mang sắc tím liệm. Những kiểu chụp ảnh như thế này đã làm xuất phát các vấn đề liên quan đến giới tính. Những màn lầy lội tạo dáng nữ tính của Ngô Kiến Huy chủ yếu chỉ để tạo nên sự hài hước cho khán giả. Bởi lẽ anh từng có mối quan hệ tình cảm đầy mặn nồng với Khổng Tú Quỳnh trong suốt 8 năm. Và đặc biệt khi cần mạnh mẽ thì nam ca sĩ cũng không kém cạnh các nam thần khác. Mạc Văn Khoa hát hit 15 năm của Ân Hoàng Phúc, fan bất ngờ. Lần đầu thể hiện tài lẻ ca hát, thánh lầy Mạc Văn Khoa đã khiến fan lo sợ, sắp cướp hit Ân Hoàng Phúc. Mới đây, clip Mạc Văn Khoa ngẫu hứng cover ca khúc đình đám một thời của Ân Hoàng Phúc, Vì Sao Trong Lòng Tôi, khiến khán giả vô cùng phấn khích. Đặc biệt, nam diễn viên còn khiến công chúng bất ngờ hơn khi thể hiện trọn vẹn ca khúc hay như ca sĩ. Đây là lần hiếm hoi Mạc Văn Khoa khoe giọng hát của mình với khán giả. Tuy chỉ là ngẫu hứng trên bàn nhậu, nhưng nam diễn viên nhanh chóng nhận được lời khen không ngớt. Nhiều người còn hài hước cho rằng Mạc Văn Khoa đang tính cướp hit của Ân Hoàng Phúc vì quá hợp giọng với bài hát này. Không nghĩ em lại hát hay đến như vậy, nhớ Ân Hoàng Phúc quá, phải nhớ tuổi trẻ nữa, tuổi thơ dữ dội ồ về, 8X 9X mới biết bài này nhé. Hay quá bạn ơi, lâu lắm rồi mình mới được nghe lại, một số bình luận để lại. Vì Sao Trong Lòng Tôi là ca khúc nằm trong album Vol 3 của nam ca sĩ Ân Hoàng Phúc. Bản hit được ra đời cách đây 15 năm trước và đã từng được rất nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X yêu thích. Bất ngờ nghe được Vì Sao Trong Lòng Tôi với một phiên bản khác khiến cộng đồng mạng không khỏi phấn khích. Được khán giả yêu mến gọi với cái tên thánh lầy, Mạc Văn Khoa luôn coi nét xấu lạ của khuôn mặt mình là công cụ diễn hài hữu hiệu nhất. Ngày càng được công chúng quan tâm, không chỉ ở vai trò diễn viên hài, anh chàng còn thử sức ở các vai diễn viên điện ảnh MC. Nhưng đây lần đầu tiên khán giả có dịp nghe Mạc Văn Khoa hát. Nam diễn viên thường xuyên mua vui cho khán giả bằng những tạo hình gây cười trên mạng xã hội. Tuy là người sống nội tâm và ít tiếp xúc với người lạ ở cuộc sống đời thường, nhưng nam diễn viên sinh năm 1992 lại hoàn toàn khác khi đứng trên sân khấu. Nét diễn duyên tự nhiên cộng với sự giản dị mộc mạc ở Mạc Văn Khoa chính là điều khiến khán giả ấn tượng. Hiện tại, sau khi thành công vang dội với vai diễn mang màu sắc hài hước trong Lật Mặt 4 của Lý Hải, Mạc Văn Khoa vẫn chăm chỉ xuất hiện ở nhiều game show giải trí, thử sức với vai trò MC chương trình âm nhạc và đang dần hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.
Hoài Linh chỉ nói một từ này giúp Lê Dương Bảo Lâm vượt qua mọi sóng gió showbiz. Chơi vơi giữa showbiz, Bảo Lâm bừng tỉnh vì một chữ danh hài Hoài Linh khuyên. Vào 20 tháng 7, live show của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh mang tên Phù Thổ và Tám Nàng Tiên sẽ diễn ra thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày qua, Lê Dương Bảo Lâm cùng dàn sao trẻ tích cực tập luyện. Trở lại sân khấu kịch, sau khoảng thời gian miệt mài quay game show, Lê Dương Bảo Lâm nhận nhiều chú ý từ khán giả. Trong live show lần này, anh vào vai Phù Mộc, một trong 8 con gái của Phù Thổ, nghệ sĩ Hoài Linh đóng. Tại buổi tập cùng dàn sao trẻ như Khởi My, Đại Nhân, Thanh Duy, Dương Thanh Vàng, Bảo Lâm thổ lộ. Nhìn sự cống hiến không ngừng của nghệ sĩ gạo cội như Hoài Linh càng làm anh có thêm động lực phát triển nghề nghiệp. Anh lắng nghe thế hệ đi trước dạy dỗ về tâm làm nghề, kỹ năng trình diễn để trụ vững lâu dài. Cơ hội làm việc học hỏi cùng nghệ sĩ Hoài Linh không phải ai cũng có được. Lâm biết ai cũng bận rộn nên khó có thời gian nhiều để tâm sự. Mỗi lần làm việc chung, Lâm ngồi quan sát thế hệ đi trước và tự rút cho bản thân những bài học, giá trị của nghệ sĩ. Đôi khi không phải là bao nhiêu người hò hét, bao nhiêu cát-xê nhận được, mà tình yêu của khán giả, sự trân trọng của đồng nghiệp mới là thứ quan trọng. Đặc biệt, anh Linh chỉ khuyên dặn dò Lâm đúng một chữ là tâm, giúp Lâm vượt qua mọi sóng gió. Thật may mắn khi bao sóng gió và lời đồn thổi, Lâm vẫn còn đứng đây, hỗ trợ anh Linh về mặt nội dung để làm live show, anh nói. Lê Dương Bảo Lâm cũng tâm sự, lần giả gái này anh nhờ bà xã tư vấn thêm, dù biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau, song việc cướp mặt trong live show lớn đòi hỏi anh đầu tư mạnh về mặt hình ảnh. Anh cực kỳ kỵ việc giả gái không tới nhìn nam tính, vì thế anh nhờ bà xã chỉ cách trang điểm đi đứng nữ tính hơn. Thậm chí anh còn chuẩn bị cùng lúc 3 chiếc váy khác nhau để đưa ra lựa chọn ưng ý nhất. Sau bao nhiêu sóng gió trong đời, vợ vẫn ở đó tin tưởng Lâm hoàn toàn. Không chỉ là bạn đời, cô ấy là tri kỷ góp phần quan trọng trong sự nghiệp của Lâm. Những ngày qua, dù tập luyện đến 2-3 giờ sáng, Quỳnh Anh vẫn vui vẻ chờ đợi, làm tài xế đưa đón tôi trở về. Dần dần tôi nhận ra hậu phương phía sau là thứ quan trọng nhất của người đàn ông. Dù ai bàn cãi gì đi nữa, Quỳnh Anh vẫn là người phụ nữ yêu thương và trân trọng tôi nhất, Bảo Lâm chia sẻ.